Chào mừng quý vị và anh chị đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, mỗi năm trôi qua là mỗi một hành trình mới sẽ được bắt đầu, cũng bởi có sự thay đổi của các chòm sao, vận số của mỗi người cũng sẽ trải qua những thăng trầm khác biệt. Mỗi một bước đi sẽ là một lựa chọn để cuộc đời có thể trở nên tốt đẹp được hay không. Thế nhưng hành trình này lại thường chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, đặc biệt đó là các chòm sao chiếu mệnh. Đúng vào ngày 18 tháng 9 âm lịch, những con giáp sau đây bị số phận thử thách bằng những khó khăn, gian nan, thách thức, hung tinh bủa vây, sự đen đủi sẽ bắt đầu đeo bám các con giáp này, khiến vận thế xuống tận đáy. Không chỉ tiền bạc đội nón ra đi mà vạn sự đều bế tắc, thậm chí tán gia bại sản, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị và các bạn nghe đến đây cũng rất thắc mắc đó là những con giáp nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ bật mí đến quý vị và các bạn những con giáp vận khổ trong những ngày sắp tới. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Con giáp xui xẻo đầu tiên trong những ngày tới đó là những người tuổi Sửu. 1. Tuổi Sửu. Các nhà tử vi học cho biết tuổi Sửu Lâm Tý Kiên phải hết sức cẩn thận với đối thủ làm ăn hoặc là đồng nghiệp. Hôm nay nếu có dự định triển khai các công việc quan trọng thì không được như ý vì có tiểu nhân đứng sau cản trở, không muốn bạn vượt mặt. Vận tiền bạc không tốt do ngũ hành thổ khắc thủy, ra đường bạn nên cẩn thận xe cộ đi lại, túi xách và điện thoại thì nên cất ở nơi an toàn. Nếu có người hỏi vay tiền thì không nên cho bởi khả năng đòi lại cực kỳ thấp. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đường tình cảm may mắn được tam hội cục nâng đỡ nên những khúc mắc trong họ hàng được giải quyết. Con cái cha mẹ của bạn hôm nay bình an, gặp hung hóa cát, được ơn trên nâng đỡ. Sửu nên chăm chỉ, hành thiện để thời gian tới tránh được vạ lây bất ngờ. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên trong ngày hôm nay. Con giáp tiếp theo ta xét đến là những người tuổi Thìn. 2. Tuổi Thìn. Do trong ngày này tuổi Thìn lâm kiếp tài nên đi làm không được gây thù hằn hay là hấp tấp, bạn sẽ nhận được nhiệm vụ mới hoặc bị người khác gây khó khăn. Nhưng nếu bạn vượt qua được thử thách trong ngày này thì sau này không ai có thể ăn hiếp được bạn nữa. Cục diện thổ khắc thủy dự báo những lời đồn đoán vô căn cứ có thể khiến cho tình yêu và gia đình của bản mệnh đứng trước đầu sóng ngọn gió. Bạn có thể gặp phải những chuyện thị phi, phiền hà gây ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân. Thìn không nên coi nhẹ những khoản nợ nhỏ hay quá các biếu xén, có đi phải có lại thì mới toại lòng nhau. Tử vi cho biết có người đang chấp nhặt nói xấu bạn vì chuyện tiền nong, thăm hỏi nên hãy cẩn thận. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là những người tuổi Thìn, con giáp xui xẻo trong ngày hôm nay. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi con giáp xui xẻo thứ 3 là những người tuổi Ngọ. 3. Tuổi Ngọ. Các nhà tử vi học cho biết vì lâm vào cục diện thủy khắc hỏa nên con giáp này có thể gặp phải một số trở ngại trong vận tình cảm. Hãy dùng thái độ khiêm tốn, bình tĩnh để đối phó, đừng bướng bỉnh, kẻo có người vin vào đó mà gây hiềm khích, mâu thuẫn với bạn. Bên cạnh đó, tiền bạc chi tiêu khó kiểm soát, muốn tiết kiệm cũng khó vì thời gian gần đây có quá nhiều khoản bắt buộc bạn phải bỏ tiền ra để lo. Nên chấp nhận sống tiết kiệm một chút trong thời gian này để sau này đỡ phải lo lắng chuyện tiền nong. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Điểm sáng duy nhất trong ngày mà tuổi Ngọ nên sẵn sàng đón nhận. Trong công việc, vì có thiên ấn trợ vận nên những người tuổi Ngọ sẽ đón được nhiều tin vui về công việc, đặc biệt là những người làm công chức, y dược, kỹ thuật. Bạn may mắn bởi lúc nào cũng làm việc dựa trên nguyên tắc tình thương và trách nhiệm. Đó là kim chỉ nam trong cuộc sống, giúp bạn hanh thông và suôn sẻ. Đó là con giáp xui xẻo thứ 3, tiếp theo ta xét đến là những người tuổi Mùi. 4. Tuổi Mùi. Bản mệnh gặp tỷ kiên nên trong ngày làm việc khá là cô đơn, việc gì cũng đến tay. Nhiều chuyện không đáng để nói nhưng vẫn bị người khác lôi ra làm khó. Mùi nên cẩn thận với bạn làm ăn, cấp dưới hoặc những người đang cạnh tranh làm ăn trực tiếp với mình. Chuyện tình bạc bất ổn vì thổ khắc thủy. Hôm nay, Mùi đừng hy vọng đòi được nợ hay vay được tiền từ người ngoài, chỉ có thể dựa vào người trong nhà mà thôi. Chìa khóa để tiết kiệm được số tiền lớn thì phải bắt đầu từ những số tiền còn con như tiền cà phê, tiền trà sữa, tiền mua hoa. Để hóa giải vận đen và chiêu 10 may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu 10 quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. May mắn cho các bạn nhờ tam hợp chiếu cố cho đường tình cảm của tuổi Mùi, mặt nhân duyên vượng, đôi lứa yêu đương nồng cháy. Thế nhưng bạn phải năng ra ngoài, gặp gỡ mọi người nên chứa đừng su rú trong nhà. Thế thì đến bao giờ mới gặp được quý nhân? Đó là con giáp xui xẻo thứ 4, con giáp tiếp theo không ai khác là những người tuổi Thân. 5. Tuổi Thân. Tuổi Thân lâm thương quan nên đường công việc không tốt, cẩn thận bị mất chức, nhảy việc bất ngờ hoặc thôi học giữa chừng. Làm ăn không có lãi, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn vì công việc dẫn đến tâm trạng bực bội. Đường tình cảm lâm tương hại nên có điểm chia ly, chia tay, giận dỗi xa cách. Nhiều người sắp phải tiễn người thân, người yêu đi ra nước ngoài hoặc là đi làm ăn xa. Tâm trạng thì bất ổn, toàn thu hút những người không bình thường. Hôm nay không phải là ngày vui đối với bạn. Để hóa giải vận đen và chiêu 10 may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu 10 quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Cũng may là nhờ cục diện thủy sinh kim nên bạn có nhiều cơ hội thành công với vụ làm ăn mới. Thành công lớn đến từ những món tiền nhỏ, bản mệnh có quyền hy vọng vào tương lai nếu chịu khó kiếm tiền, cóp nhặt từng đồng một. Đó là những người tuổi Thân, con giáp xui xẻo tiếp theo ta xét đến là những gia chủ tuổi Tuất. 6. Tuổi Tuất. Tuất là con giáp tốt tính, hiếm khi gây thù chuốc oán với ai, nhưng vì nay có kiếp tài lâm vận, nó cảnh báo Tuất nên cẩn thận với cấp dưới, đồng nghiệp của mình. Việc thì nhiều, nhưng tiểu nhân cứ muốn vẽ thêm việc cho bạn làm. Tâm trạng bực bội, không có lối thoát, khiến công việc bị đình trệ, chậm tiến độ. Chuyện tình cảm của bản mệnh không được tốt lắm vì thổ khắc thủy. Bạn đang buồn phiền vì các mối quan hệ trong gia đình không được như ý. Điều đó ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng gần đây, làm gì cũng thấy khó khăn vì không ai giúp đỡ. Đường tiền bạc khá ảm đạm trong ngày này. Dù là mua sắm hay đầu tư bất kỳ một thứ gì, bạn cũng không nên vì cả nể mà giao dịch. Nhưng theo một cách nhìn tích cực thì bạn có thể tự quyết định vận mệnh của mình, cũng là may mắn rất lớn rồi. Để hóa giải vận đen và chiêu 10 may mắn trong khoảng thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu 10 quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người về tử vi của những con giáp không được may mắn trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi đóng góp hay thắc mắc của quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video hoặc liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để được tư vấn kỹ hơn. Các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.